Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Đài Loan ngang ngược tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật tại Trường Sa. Cụ thể, Đài Loan cho biết sẽ tiến hành bắn đạn thật trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 2, tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Được biết, đảo Ba Bình nằm ở tọa độ 10 độ 23 độ Bắc, 114 độ 22 độ Đông, là hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo từ điển bách khoa, Trung Quốc và Đài Loan gọi đây là đảo Thái Bình. Đảo có chu vi 2,8 km, diện tích 43,2 ha và có một vòng đá san hô bao quanh. Như vậy mọi hoạt động tuần tra và diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Hành động này đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở biển Đông. Mọi hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hòa bình, ổn định trật tự, an ninh an toàn, tự do hàng không và hàng hải trên biển Đông. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói: "Ngoài ra Đài Loan còn có kế hoạch tiến hành một loạt các cuộc tập trận khác tại khu vực cực đảo Kim Môn, Mã Tổ quần đảo Bành Hồ và quần đảo Pratas trong tháng 2 và tháng 3 tới. Các cuộc tập trận được lên kế hoạch giữa lúc có nhiều lo ngại đến từ cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ tác động đến những tính toán của Trung Quốc đối với Đài Loan. Chúng cũng diễn ra không lâu sau khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vừa kết thúc. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!